Chào các bạn. Hôm trước chúng mình đã dừng lại ở phòng họp sau khi các bạn học sinh ở trường Tomoe đã trải qua một thử thách lòng dũng cảm. Và thầy Maruyama là thầy giáo phụ trách lớp 5 đã phải đi gom lại tất cả số ma thầy bắt gặp trên đường đang đứng ngơ ngác dưới các ngọn đèn ở ngoài phố. Và sau đêm đó, các học sinh Tomoe không còn ai sợ ma nữa, vì xét cho cùng thì chính ma cũng còn sợ nữa là. Đó, hôm trước chúng mình đã dừng lại ở đây. Bây giờ cô đọc tiếp nhé. Phòng diễn tập. Toto-chan đi thật khoan thai. Rocky cũng đi rất khoan thai. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên Toto-chan. Như thế có nghĩa là cả hai đang đi đến phòng diễn tập của bố. Thường thường, Toto-chan sẽ chạy thật nhanh, hoặc tạt bên này, hoặc tạt bên kia, như thể tìm một vật gì em đánh rơi. Hay là em sẽ chạy qua vườn, chạy hết vườn này đến vườn khác. Phòng diễn tập của bố thì chỉ đi bộ 5 phút là đến. Ông là nhạc sĩ chính của ban nhạc, và như thế có nghĩa là ông kéo violon. Một lần, Toto-chan được đến dự một buổi hòa nhạc. Và điều làm em phải suy nghĩ là sau khi mọi người thôi vỗ tay, người nhạc trưởng ướt đẫm mồ hôi, quay về phía thính giả, bước xuống khỏi bục chỉ huy và bắt tay bố, là người chơi violon. Rồi bố đứng dậy và toàn thể dàn nhạc cũng đứng dậy. Toto-chan hỏi nhỏ mẹ, "Mẹ ơi, tại sao họ lại bắt tay bố nhỉ?" Mẹ em trả lời, "Ông nhạc trưởng muốn cảm ơn cả dàn nhạc đã chơi, vì thế ông bắt tay bố là người đại diện, coi như là cảm ơn tất cả, con ạ." Toto-chan thích đi đến phòng diễn tập của bố, vì ở trường học thì hầu hết đều là trẻ con, còn ở đây tất cả đều là người lớn và họ chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Hơn nữa, ông nhạc trưởng Rodenstock nói tiếng Nhật thì đến là buồn cười. Bố kể cho em biết, ông Joseph Rodenstock là nhạc trưởng rất nổi tiếng ở châu Âu. Nhưng có một người tên là Hitler bắt đầu làm những việc khủng khiếp ở đó, nên ông Rodenstock phải trốn đi và sang tận Nhật Bản để có thể tiếp tục sống và làm việc. Bố nói bố rất không phục ông Rodenstock. Toto-chan không hiểu tình hình thế giới. Nhưng đúng lúc đó, Hitler bắt đầu khủng bố người Do Thái. Nếu không có chuyện ấy, thì ông Rodenstock đã chẳng bao giờ đến Nhật Bản. Và dàn nhạc mà nhà soạn nhạc Kosaku Yamada xây dựng nên chắc đã chẳng tiến bộ được như thế trong một thời gian ngắn nhờ sự cố gắng của người nhạc trưởng cỡ quốc tế này. Rodenstock đòi hỏi dàn nhạc phải có trình độ diễn tấu như một dàn nhạc hạng nhất ở châu Âu. Vì thế, ông thường khóc sau mỗi buổi diễn tập. "Tôi cố gắng rất nhiều, nhưng các bạn chơi vẫn chưa đạt." Ông đã nói như vậy. Ông Hideo Saito là người kéo cello và ông ấy thường chỉ huy dàn nhạc khi ông Rodenstock nghỉ. Ông Saito thì nói tiếng Đức rất thạo và hay trả lời hộ mọi người. Ông ý nói như thế này: "Chúng tôi cũng rất cố gắng. Kỹ thuật của chúng tôi chưa thật tốt. Tôi xin nói để ông hiểu là chúng tôi không cố tình làm như vậy ạ." Em không nhớ hết tình tiết của câu chuyện, nhưng thỉnh thoảng ông Rodenstock mặt mũi đỏ bừng bừng, cứ như thể hơi bốc ra từ đầu ông ta vậy. Và ông bắt đầu hét lên bằng tiếng Đức. Những lúc như vậy, Toto-chan thường chạy ra khỏi chỗ cửa sổ nơi em thường thích đứng xem, tay em chống cằm và em thường cúi rạp đầu xuống tận đất cùng với Rocky và không dám thở mạnh. Rồi em chờ đợi tiếng nhạc lại nổi lên. Bình thường ông Rodenstock rất tốt. Ông nói tiếng Nhật nghe rất buồn cười. Hễ khi dàn nhạc chơi mà chơi hay thì ông thường nói "giỏi lắm, Kuroyanagi-san" hoặc "tuyệt vời".
Toto Chan chưa bao giờ là vào trong phòng diễn tập cả. Em thích ghé nhìn qua cửa sổ và nghe nhạc. Cho nên, mỗi khi dàn nhạc nghỉ thì các nhạc sĩ ra ngoài hút thuốc và bố thường gặp em ở đấy. Ông thường nói, Toski, con lại ra đây à? Nếu ông Rodenstock thấy em thì ông hay nói, chào em, với một giọng rất là buồn cười. Và mặc dù bây giờ em đã lớn thì ông vẫn nâng bổng em lên như khi là em còn nhỏ. Rồi ông áp má ông vào má em, làm em rất ngượng. Tuy nhiên em rất quý ông Rodenstock. Ông đeo cái kính gọng bạc nhỏ. Người ông không cao lắm và mũi to, nhưng khuôn mặt của ông rất đẹp và thanh. Nhìn có thể nhận ngay ra đó là khuôn mặt của nghệ sĩ. Toto Chan thích phòng diễn tập. Kiến trúc của nó hơi pha kiểu phương Tây và hơi lệch. Tiếng nhạc ở trong phòng diễn tập được gió thổi từ hồ Senjoku đưa đi thật cao, thật xa. Thỉnh thoảng, tiếng reo của người bán cá vàng hòa quyện với tiếng nhạc. Chuyến đi suối nước nóng. Thế là kỳ nghỉ hè đã hết và cuối cùng thì ngày tham quan suối nước nóng đã đến. Học sinh Tomoe coi đây là một sự kiện quan trọng. Mẹ không mấy khi ngạc nhiên, nhưng một hôm Toto-chan đi học về và hỏi: "Mẹ ơi, cho con đi đến suối nước nóng với các bạn nhé." Bà lặng đi vì ngạc nhiên. Bà thường nghe nói người già rủ nhau đến suối nước nóng, chứ chưa hề nghe nói học sinh lớp 1 đến đó bao giờ. Nhưng sau khi đọc kỹ giấy báo của thầy hiệu trưởng, thì bà nghĩ đây là một sáng kiến và thán phục kế hoạch của thầy ấy. Cuộc tham quan này là một đợt học tập trên bờ biển ở một địa điểm tên gọi là Toi ở trên bán đảo Izu ở Shizuoka. Ở trên bán đảo Izu ở Shizuoka có một suối nước nóng ở ngay tại biển, và ở đấy các em có thể vừa bơi vừa tắm nước nóng. Chuyến đi sẽ kéo dài 3 ngày và 2 đêm. Bố của một học sinh Tomoe có nhà nghỉ ở đó. Và tất cả 50 học sinh Tomoe từ lớp 1 đến lớp 6 có thể đến ở đấy được. Và lẽ dĩ nhiên là mẹ đồng ý. Các học sinh Tomoe tập trung tại trường vào ngày đã định trước khi lên đường. Khi các em đã có mặt đông đủ, thầy hiệu trưởng liền nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đi bằng tàu hỏa, rồi tàu thủy, và thầy không muốn là em nào bị lạc cả. Các em có hiểu không?" "Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi." Thầy chỉ nói có thế. Ấy vậy mà các em lên tàu đi Tokyo từ Giyu Gaoka. Các em đều ngoan đến kỳ lạ. Chẳng có em nào chạy đi chạy lại trên các toa cả. Các em cũng chỉ nói chuyện nho nhỏ với nhau và với bạn bên cạnh. Xưa nay cũng không ai bảo các em học sinh Tomoe phải đi thành hàng nghiêm chỉnh, giữ im lặng trên tàu và không được vứt rác trên sàn tàu khi ăn quả bánh. Nhưng cuộc sống hàng ngày ở trường học đã phần nào giúp các em ý thức được rằng không nên xô đẩy những người nhỏ hơn và yếu hơn mình, rằng thái độ thô lỗ là rất đáng hổ thẹn, rằng hễ thấy rác là phải nhặt lên và các em phải cố gắng đừng làm phiền người khác. Điều kỳ lạ nhất là Toto Chan cách đây một vài tháng đã làm cả lớp học phải lo ngại vì đang giữa giờ học em nói chuyện với những người hát rong qua cửa sổ. Thì giờ em đã ngồi nghiêm chỉnh ở bàn và học bài rất nghiêm túc ngay từ ngày đầu vào học ở Tomoe. Nếu có giáo viên nào đó ở trường trước kia thấy em bây giờ ngồi ngay ngắn cũng như các em khác ở trên tàu thì người ấy sẽ nói hẳn là một học sinh nào khác. Đến Numadu, các em lên một con tàu giống hệt các con tàu mà các em hằng mơ ước. Nó không lớn nhưng ai nấy đều hăm hở đi xem từng góc trên sàn tàu, sờ vào cái này, đu vào cái kia. Khi tàu rời cảng, các em đều giơ tay vẫy chào mọi người ở trên tàu.
Khi tàu rời cảng, các em đều giơ tay vẫy chào mọi người ở trên bến. Tàu chưa đi được xa, trời đã bắt đầu mưa và các em phải vào trong khoang. Rồi biển động mạnh, Toto Chan cảm thấy choáng váng, nôn nao như các bạn khác. Đúng lúc ấy, một học sinh nam lớp lớn đứng ra giữa tàu, giang hai tay làm máy bay. Khi tàu tròng trành, cậu ta vừa chạy sang bên này, vừa kêu ù, rồi cậu ta lại chạy sang bên kia, miệng luôn kêu ù. Các học sinh không ai nhịn nổi cười, mặc dù say sóng. Và khi tàu đến Thoi, thì các bạn vẫn còn cười. Điều không ngờ là sau khi tất cả đã xuống tàu, thì cậu học sinh làm cái trò ù lúc nãy lại bắt đầu nôn nao choáng váng trong lúc mọi người vẫn bình thường và cảm thấy khỏe khoắn. Toy Spa ở một làng đẹp, yên tĩnh, bên bờ biển, xung quanh có những đồi cây. Sau khi nghỉ một lát, các thầy giáo dẫn học sinh xuống biển. Biển không giống như bể bơi ở trường, nên các em phải mặc quần áo tắm. Suối nước nóng ở dưới biển thật kỳ lạ. Nó không có bờ bao quanh, nên không có đường chia ranh giới giữa suối nước nóng và biển. Nếu bạn ngồi thụp xuống chỗ có suối nước nóng, thì nước nóng lên đến tận cổ. Cảm giác rất là thú vị, cứ hệt như bạn đang tắm nước nóng vậy. Còn nếu bạn muốn bơi ra biển từ chỗ suối nước nóng, thì bạn chỉ cần bơi ngay ra độ 6-7 thước và thấy nước ở đó dần dần mát hơn. Càng ra xa thì nước càng lạnh và bạn biết mình đã ra đến biển rồi. Do đó, sau khi đã bơi loanh quanh ở bên trong, ở ngoài biển thì đã bắt đầu thấy lạnh, bạn sẽ chỉ việc là bơi nhanh về suối nước nóng và tắm nước nóng lên đến tận cổ. Cứ y như nhà tắm vậy. Thật là vui nhộn biết bao. Trong khi các em đội mũ bơi đi bơi lại bình thường ở ngoài biển, thì các em trong khu suối nước nóng lại đứng thành vòng tròn để nghỉ ngơi, nói chuyện y như trong nhà tắm. Ai đó nhìn thấy thế có thể đã nghĩ, hay nhở, đến thiếu nhi cũng xử sự như người lớn đi tắm ở suối nước nóng. Dạo ấy bờ biển còn vắng vẻ, và vắng vẻ đến mức các em cảm thấy như đang ở trên bãi tắm riêng của mình vậy. Và các em rất thích kiểu tắm suối nước nóng kỳ lạ ở biển như thế này. Sau khi ngâm mình ở dưới nước lâu như thế, chiều về ai nấy đều thấy những ngón tay của mình nhăn nheo cả lại. Tối đến, khi đã nằm vào chăn rồi, các em lại thay nhau kể chuyện ma. Toto Chan và các em lớp 1 khác thì sợ phát khóc lên. Tuy thế, nhưng vẫn hỏi, thế rồi sao thế nào? Sao thế nào cơ? Khác hẳn với việc cắm trại ở trong trường và cuộc thử thách lòng dũng cảm, 3 ngày ở suối nước nóng Thoi là một dịp để các em tiếp tục thực tế cuộc sống. Ví dụ như, lần lượt các em đều phải đi chợ, mua rau và cá. Khi có ai hỏi các em học ở trường nào, ở đâu đến, các em phải trả lời thật lịch sự, lễ phép. Một vài em suýt nữa bị lạc vào rừng. Một vài em khác bơi quá xa, không thể về được, đã làm cho mọi người lo lắng. Một vài em nữa thì giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ ở trên bãi biển, chảy cả máu chân. Trong những trường hợp như vậy, ai nấy đều hết sức mình để giúp bạn. Nhìn chung là rất vui. Có một khu rừng đầy ve sầu và một cửa hàng bán kem que. Các em còn gặp một người đàn ông trên bãi biển đang tự đóng lấy một chiếc thuyền to bằng gỗ. Trông đã ra hình một chiếc thuyền rồi. Và sáng sáng thì việc đầu tiên là các em chạy ra bãi biển để xem ông ấy đã làm thêm được những gì nữa. Ông ấy có cho Toto Chan một miếng vỏ bào uốn cong và rất dài. Hôm các em phải trở về trường thì thầy hiệu trưởng nói, ta chụp một bức ảnh kỷ niệm nhé, các em nghĩ thế nào? Các bạn đều đồng ý. Và chưa bao giờ các em có một tấm ảnh chụp chung như thế. Bởi vậy,
các bạn vô cùng thích thú. Nhưng khi cô giáo vừa lấy được cái máy ảnh ra để sẵn sàng chụp, thì có bạn lại vào nhà vệ sinh. Bạn khác đi giày trái chân lại phải đổi lại. Cuối cùng khi cô giáo nói, nào các em đã xong chưa? Thì vẫn còn một hai em đang nằm ở dưới đất, mệt vì phải đứng quá lâu trong một tư thế cố định. Thế là chụp một tấm ảnh mất bao nhiêu là thì giờ. Nhưng tấm ảnh đó có biển làm nền và mỗi học sinh ở tư thế mà mình thích đã trở thành một vật báu vô giá đối với từng em một. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh là các kỷ niệm lại ùn ùn kéo về. Nào là chuyến đi tham quan bằng tàu thủy này, suối nước nóng này, những câu chuyện ma và cả cái cậu học sinh kêu ù ù ở trên tàu. Không bao giờ Toto Chan quên được ngày nghỉ hè đầu tiên sung sướng ấy. Đó là những ngày bạn còn có thể bắt được tôm trong cái ao gần nhà các em ở Tokyo, và xe của bác quét rác còn do một con bọt đực to kéo. Thế còn bây giờ thì hoàn toàn là khác rồi. Bộ môn thể dục nghệ thuật. Sau kỳ nghỉ hè thì học kỳ 2 bắt đầu, vì ở Nhật năm học bắt đầu vào tháng 4. Ngoài các bạn cùng lớp, Toto Chan còn làm quen với các bạn gái và các bạn trai lớn hơn nhờ các cuộc sinh hoạt trong dịp nghỉ hè. Và em ngày càng yêu trường Tomoe Gakuen hơn nữa. Ngoài việc các lớp học ở đây không giống trong lớp học ở các trường bình thường khác, thì trường Tomoe còn dành nhiều thời gian hơn cho việc học âm nhạc. Có tất cả các loại bài học âm nhạc, kể cả một tiết mục thể dục nghệ thuật hàng ngày. Môn thể dục nghệ thuật là sáng kiến của một giáo sư và là nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ tên là Emile Jacquardin Crozer. Người ta biết đến những nghiên cứu của ông vào khoảng năm 1904. Phương pháp của ông được nhanh chóng chấp nhận ở châu Âu và châu Mỹ. Những cơ quan nghiên cứu đào tạo mọc lên ở khắp nơi. Và dưới đây là câu chuyện về môn thể dục nghệ thuật của Dan Crozer đã được đưa vào chương trình học ở trường Tomoe như thế nào. Trước khi mở trường Tomoe Gakuen, thầy hiệu trưởng Sobaku Kobayashi đã sang tận châu Âu để tìm hiểu xem trẻ em nước ngoài được giáo dục như thế nào. Ông đi thăm rất nhiều trường tiểu học và tiếp xúc với nhiều nhà giáo dục. Ở Paris, ông gặp ông Dan Crozer, một nhà soạn nhạc giỏi, đồng thời là một nhà giáo dục. Ông Dan Crozer đã để tâm suy nghĩ nhiều năm về việc dạy trẻ em nghe và cảm thụ âm nhạc bằng tâm hồn chứ không phải chỉ bằng tai, để các em cảm thấy rằng âm nhạc là một cái gì đó rất sống động chứ không phải buồn bã vô hồn, và để khơi dậy tính nhạy cảm của trẻ nữa. Về sau, trong khi quan sát các em nhảy và đi lại tung tăng, ông lại nảy ra sáng kiến là tạo ra những bài tập nhịp điệu mà ông gọi là thể dục nghệ thuật. Ông Kobayashi theo học trường Dan Crozer ở Paris hơn một năm và nghiên cứu thật kỹ lưỡng phương pháp này. Nhiều người Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng của Dan Crozer. Nhà soạn nhạc Kosaku Yamada là người khởi xướng khoa múa hiện đại ở Nhật Bản. Baku Ishiji là nghệ sĩ Kabuishi Chikawasan Danji là người tiên phong của nền biên kịch nói hiện đại Kaoru Osanai, là diễn viên múa Michio Yuto. Đó là tất cả những người đã đều cảm thấy những bài dạy của Dan Crozer là nền tảng của nhiều bộ môn nghệ thuật. Nhưng thầy Kobayashi là người đầu tiên áp dụng nó vào nền giáo dục tiểu học ở Nhật Bản. Nếu bạn hỏi ông về thể dục nghệ thuật là gì, thì ông sẽ trả lời thế này. Đấy là một môn thể thao làm cho bộ máy cơ thể hoàn thiện hơn. Một môn thể thao dạy cho trí óc điều khiển và chế ngự thân thể.
một môn thể thao khiến đầu óc và thân thể hiểu được nhịp điệu. Rèn luyện thể dục nghệ thuật sẽ làm cho nhân cách phát triển hài hòa. Có một nhân cách phát triển hài hòa thì sẽ đẹp, khỏe, thích hợp và tuân thủ các quy luật của thiên nhiên. Các buổi học của Toto Chan đều bắt đầu bằng việc rèn luyện cho thân thể hiểu được nhịp điệu. Thầy hiệu trưởng thường đánh piano trên sân khấu nhỏ trong phòng họp và các học sinh dù đứng ở đâu đều bắt đầu đi theo nhịp nhạc. Các em có thể đi theo kiểu nào cũng được, miễn là không được xô đẩy nhau. Do đó, các em có xu hướng đi theo đường vòng tròn. Nếu các em thấy nhạc là điệu nhịp 2, thì các em thường vung tay lên, xuống như một nhạc trưởng trong khi đi. Còn về chân thì các em không dẫm mạnh, nhưng không có nghĩa là đi bằng đầu ngón chân như ở trong ba lê. Người ta dạy các em đi thật thoải mái, đi như thể kéo lê ngón chân vậy. Điều quan trọng là phải tự nhiên, nên các em có thể đi theo kiểu nào các em cho là hợp nhất. Nếu chuyển sang nhịp 3, thì các em vung tay theo cho đúng và điều chỉnh bước đi theo nhịp, hoặc đi nhanh hơn hay chậm hơn theo yêu cầu. Các em phải học cách giơ tay lên và hạ tay xuống cho hợp với nhịp sau. Nhịp 4 thì khá đơn giản. Xuống, xung quanh, ra hai bên và lên. Nhưng khi sang nhịp 5 thì lại là xuống, xung quanh, ra phía trước, ra hai bên và lên. Trong khi đó, đối với nhịp 6 thì cánh tay lại xuống, xung quanh, ra phía trước, lại xung quanh, sang hai bên và lên. Do đó khi đổi nhịp là khá khó. Điều còn khó hơn nữa là thầy hiệu trưởng nói to: dù thầy có đổi nhịp trên đàn piano, nhưng các em hãy đợi, khi nào thầy bảo đổi thì mới đổi nhé. Thế là giả thử các em đang đi theo nhịp 2 và nhạc chuyển sang nhịp 3, thì các em phải tiếp tục đi theo nhịp 2 trong khi tai các em nghe nhịp 3. Như vậy là rất khó, nhưng thầy hiệu trưởng nói là để rèn luyện khả năng tập trung của các em. Cuối cùng thì ông nói to: bây giờ các em có thể chuyển được rồi. Thật là nhẹ nhõm cả người. Các em chuyển ngay sang nhịp 3, nhưng làm được như vậy, các em phải phản ứng hết sức nhanh. Trong thời gian cần thiết để ý thức kịp bỏ nhịp 2 và điều khiển các cơ bắp cho phù hợp với nhịp 3, thì nhạc có thể bất thình lình chuyển sang nhịp 5. Lúc đầu chân tay các em khua lung tung và thường thấy có tiếng đề nghị: thầy ơi, thầy đợi chúng em với. Nhưng dần dà, do tập luyện, các động tác đó trở nên rất vui. Thậm chí các em còn cải biên và rất thích thú. Thường thường, mỗi em chuyển động chân tay một cách riêng rẽ, nhưng thỉnh thoảng có từng cặp cùng phối hợp động tác, cầm tay nhau khi là nhịp 2 hoặc khi các em thường tập bước đi nhưng nhắm mắt. Điều cấm kỵ duy nhất là không được nói chuyện. Thỉnh thoảng, khi có cuộc họp của hội cha mẹ học sinh và giáo viên, các bà mẹ thường ghé nhìn qua cửa sổ, theo dõi từng em một. Lúc giơ chân tay một cách nhẹ nhàng thoải mái, lúc thì các em lại nhảy qua nhảy lại một cách hớn hở, khớp với nhịp điệu của bài nhạc, và ai cũng cảm thấy vui vui. Hôm nay chúng mình dừng lại ở đây nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, và chúng mình sẽ nghe tiếp vào tuần sau.